cuộc đua kỳ thú Việt Nam 2013 đã thực sự bắt đầu. Những thử thách đầu tiên đã được các đội chơi vượt qua. Tuy nhiên, những điểm đến mới và những thử thách bất ngờ vẫn đang chờ đón họ ở phía trước. Đội chơi nào sẽ có đủ quyết tâm và sự nhanh nhạy để bứt phá ở những trận đua sắp tới? Đón xem những diễn biến tiếp theo của cuộc đua kỳ thú Việt Nam 2013 với phiên bản Người Nổi Tiếng, phát sóng lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên VTV3.